Em xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay là ngày 23 tháng 10 đấy, 2018. Thì hôm nay thì em sẽ giới thiệu cho mọi người, đó là em có một có 4 suất trúc mạnh đấy. Đấy, 1, 2, 3, 4. Thì do thì thời gian vừa rồi thì cái hàng lan rừng thì càng ngày càng khan hiếm rồi, cho nên là cũng không có nhiều để bán cho mọi người nữa. Thì hôm nay thì em đang có 4 suất trúc mạnh đây. Thì đây là cái trúc mạnh của Tumorzone nhá. Này. Thì cái trúc mạnh Tumorzone này thì nó rất khác biệt với nhiều so với cái loại trúc mạnh của Lào và của trúc Lào Bắc, trúc mạnh của ngoài Bắc nhá. Thì cái trúc mạnh Tumorzone này này. Đấy. Cái thân củ rất là to, bự mập luôn. Đây. Đây này. Đấy, mọi người thấy hàng của trúc mạnh của Tumorzone rất là to bự này. Và thân rất là tím biếc luôn nhá. Cái lá thì như lá mạ non này. Lá mạ lá lú ấy. Thì 4 suất này thì cứ một suất trúc mạnh là em là của em là 300 nhá. Đấy. Đây. Đấy, người có thể thấy này. Đó. Cái mấy cái dề này thì đang còn nhỏ nha. Loại này thì đang còn phát triển được nữa. Đây này. Nhìn củ rất đẫy đà nha. Xanh tím biếc, tím biếc luôn này. Đó, mọi người thấy. Thì, đấy. Thì hôm nay thì phiên lan của em thì đây, hôm nay thì là có 4 suất trúc mạnh. Thì em xin nhắc lại là mỗi suất là 300 nhá. Thì nếu anh em nào cần thì liên hệ đến số cho em nhá. Đấy thì đây. Đó, mọi người thấy đấy này, rất tím luôn nha. Không có lộn pha vào một tí xanh nào hết. Đấy. Nhìn là thấy mê rồi. Thì em cảm ơn mọi người đã xem clip của em ngày hôm nay. Thì là phiên lan của em đó có đến đây là kết thúc. Thì cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ. Đấy. Thì đấy nha. Thì em xin nhắc lại là mỗi suất trúc mạnh là 300 ngàn nhá. Thì anh em nào cần thì liên hệ đến em nhá. Em xin cảm ơn mọi người đã xem.